Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Và thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục cuối cùng, một nỗi đau giằng xé vì một mối tình đã qua đi và không có cơ hội níu kéo trở lại. Hãy đến với câu chuyện cuối cùng của chương trình hôm nay với Xuân Lộc. Mình gọi chị hả anh là chị Bông. Và mỗi lần bưng bê thì mình luôn phải luyện thần chú. Chị Bông là một cục bông gòn rất là nhẹ. Có một tuần mình hứa với chị Bông mình sẽ giảm được 5kg. Cuối cùng giảm được 1,5kg. Chị Bông đã tức giận quyết định quấn mình y như một cái xác ướp. Và mình đã phải nằm và mình gào lên. Nhưng mà những ngày sau chị anh chỉ quấn từ phần ngực của mình xuống tới phần bụng, dường như là khá hiệu quả. Cái số đo vòng bụng của mình đã giảm đáng kể từ khi mà chị Bông quấn ni lông vào bụng mình. Chị Anh ơi, em sẽ không làm chị lo lắng bất cứ một lần nào nữa, từ đây đến kết thúc chương trình. Xuân Lộc, thưa quý vị. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn là thế. Khi hạnh phúc nhất là cảnh trùng phùng, và khi đau đớn nhất là cảnh biệt ly. Họ đã chuyển tải một câu chuyện rất là xúc động và lắng động. Và quý vị và các bạn yêu thích câu chuyện này, hãy bình chọn cho họ và cũng như là dự đoán xem họ có phải là cặp đôi được giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất trong tuần hay không. Soạn BN khoảng cách 08 gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Xin mời John. Nhạc rất hay nè, câu chuyện hay, động tác, kỹ thuật, mọi thứ nó có trong cái bài này. Nhưng nó đang thiếu cái phần thể hiện cảm giác của anh. Và một số động tác em làm đó là hình như cái áp lực lúc em phải thi cuối cùng đó, anh cảm nhận cái áp lực nó hơi lớn. Và vì đó là sao một số động tác nó không được mượt như hôm trước. Tại anh xem cái bài này lúc tụi em duyệt bài và anh chỉ hơi tiếc thôi, tại anh biết cái bài này có thể tạo ra một cái cảm giác khác. Đúng, có lẽ là vì đây là tiết mục cuối cùng, yeah. Mà trước đó cũng là những tiết mục quá hay. Và nhiều khi không phải là không tập trung đâu các bạn, mà đôi khi là bị căng thẳng quá. Mà không sao, em phải bình tĩnh trong cái bài này và rất khó. Và em phải thở trong cái động tác này. Nó có mấy cái em làm gấp quá, sau mấy cái động tác của chị Hải Anh bị giật. Em hiểu không? Giống cái bưng bê qua và xuống thì lúc đó là chị Hải Anh chưa đá lên kịp mà em giật xuống rồi thì nó đúng rồi bumpy, like. Đôi khi áp lực hơi hấp tấp ha, không sao, đó là kinh nghiệm của chúng ta. Phạm Hương, trước khi mà tới với phần trình diễn của Xuân Lộc thì Phạm Hương có rất là nhiều thắc mắc rằng là không biết là với cái ngoại hình của Xuân Lộc này, với cái số đo rồi cân nặng của mình như vậy thì bạn sẽ nhảy đương đại như thế nào, và những cái di chuyển của bạn, cái biểu đạt của bạn trong bài nhảy sẽ là như thế nào? Khi mà bạn bước ra với lại sân khấu rồi với bạn diễn của mình, mọi thứ rất là đẹp, âm nhạc rất là hay. Phạm Hương chỉ hơi tiếc một chút, giống như là anh Thôn Huy nói rằng là những cái phần tiết mục trước
rất là sôi động, rất là hay, khiến cho người khác cuốn đi. Thì tự nhiên cái tiết mục cuối cùng này lắng lại, nhưng mà nó lại làm cho người khác cảm thấy nó nhanh quá, hơi hụt hẫng một chút. Nhưng mà cũng chúc mừng Xuân Lộc là đã hoàn thành rất là tốt tiết mục cuối cùng của mình. Chúc mừng em. Xin cảm ơn Phạm Hương. Anh Hương thì sao ạ? Hai bạn này là tôi có một cái tình cảm rất đặc biệt, rất là trông chờ sau cái bài bánh trôi nước đó. Trời ơi, điên đảo với tiết mục đó luôn. Tôi còn tự lấy điện thoại tôi quay hình lại nữa cơ. Với cái nhạc chậm thế này nè, hay cách chọn đương đại nè, rất là dễ ghi điểm trong lòng tôi. Tôi không biết là phải câu chuyện là cái linh hồn của người con gái đó đã rời khỏi cái thân xác này không. Tôi cảm nhận được, bạn đã dẫn tôi được tới cảm giác đó là quá giỏi rồi đó. Sau đó một mình Lộc ở lại với sự cô đơn và mất mát. Cái chỗ này là anh cần một cái gì đó nó chấn động một tí xíu, nó chấn động mạnh vào tâm lý luôn, để cho thấy rõ rằng là một mình em với cái giường đó nữa, em phải diễn, em cào cấu với cái giường đó, giằn xéo nó, thì không còn người yêu em nó đi mất tiêu rồi, thì nó sẽ đẩy cảm xúc của người xem lên cao hơn và thấy rằng là ồ, rõ ràng cái sự mất mát có đây, em chỉ gục nó bình thường, nỗi đau nó chưa đủ để cho thấy rằng là em đang rất yêu và rất sợ mất cái người này. Mỗi người có mỗi cách yêu khác nhau, nhưng mà anh muốn nó được như vậy đó, điên hơn, em cào cấu hết cái giường đó ra, thì anh nghĩ chắc chắn là đó là cái chìa khóa của cái bài thi này. Thành cũng có một cái ý kiến, hồi nãy tự nhiên tôi xem khi mà lúc đầu bạn ngồi với chiếc giường bệnh và Hải Anh nằm ở đó, rồi sau đó bạn tiến dần về chiếc giường, tôi chỉ ước ao là nếu mà các bạn làm cái điều là sau đó một sau tất cả những cái giằng xé nội tâm của bạn, bạn lên chiếc giường đó và nằm xuống đúng như cách của Hải Anh. Wow. Hải Anh ngồi kế bên chiếc giường đó và bật dậy. Đó là cái niềm mong ước của người đàn ông muốn thế chỗ cho cái người bạn gái của mình. Nổi da gà Thành. Thì Tương sẽ làm cho người ta thổn thức hơn, cái trái tim người ta đau nhiều hơn. Đấy. Tôi sẽ mời Tấn Thành làm đạo diễn idea cho cái MV của tôi. Dạ. Anh yên tâm. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần đặt bên Hương lên tiếng, sẽ có Tấn Thành. Dạ vâng. Và phải nói là đây là một cái bài nhảy mà mặc dù dĩ nhiên là nó không phải là quá trọn vẹn, nhưng mà thật sự nó đã chạm tới trái tim của rất là nhiều người. Tôi thấy là có rất nhiều những ánh mắt động lại, thật sự là xúc động khi các bạn biểu diễn. Hy vọng là điểm số của các bạn sẽ rất là cao ha. Chúng ta chờ đến cuối chương trình. Trước tiên là hãy đến với bàn cân. Cân nặng cũ của bạn là 90kg và cân nặng hiện tại là 87,3kg. Bạn xuống được 2,7kg, tương đương với 3%. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.